Rốt cuộc á, là cái cá viên chiên nó được làm từ cái con cá gì vậy mọi người? Có người á, thì làm bằng cá thu, có người á, thì làm bằng cá ba sa. Hôm nay á, Mỹ làm luôn cái con cá chép để coi coi nó rằng sao nha. Mà Mỹ thấy á, có người á, người ta không có thích ăn cá, nhưng mà cái cá viên chiên á, thì người ta lại thích. Còn Mỹ á, thì cá nào cũng thích ăn, nhưng mà cái cá viên chiên á, là Mỹ lại thích hơn. Nhưng mà ăn ở ngoài á, thì nhiều khi mình cũng sợ. Nghe nói người ta làm người ta bỏ hàn the nè. Rồi chưa kể người ta chiên á, có một cái chảo dầu mà chiên đi chiên lại nhiều lần nữa. Cho nên hôm nay á, là Mỹ quyết định mình làm luôn cái món này ở nhà đi. Ăn thì nó sẽ đảm bảo hơn. Mà cái con cá chép này á, thì mọi người nhìn có phân biệt được nó là con cá chép giòn hay là không giòn không? Mỹ á, là chịu thua rồi đó, Mỹ nhìn không có ra được. Nhưng mà cái chú ngoài chợ á, thì chú nói con cá này là con cá chép thường, không phải là con cá chép giòn nha. Mà Mỹ thấy con cá chép thường á, chứ nó cũng lớn lắm mấy bạn. Con cá này á, là tới 2,7 kg lần đó. Mà Mỹ chỉ lấy tầm khoảng là 1 kg cái phi lê cá để mình xay làm cá viên thôi. Còn lại thì mình để dành nấu canh chua nha. Cá Mỹ đã phi lê và mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ như nè, để một hồi mình bỏ vô cái có mình xay cho nó dễ. Rồi giờ mình sẽ đi ướp cái gia vị vô cái phần cá này nha. Mỹ sẽ cho vô đây á, là dầu ăn thì để giúp cho cái cá nó sẽ không bị dính và cũng như là nó sẽ ngon hơn. Rồi mình sẽ cho thêm hạt nêm, đường, tiêu và nước mắm. Rồi sau đó trộn lại. Mà trộn lại xong rồi á, thì mấy bạn khoan hãy đem đi xay. Mình trộn xong rồi á, mấy bạn kiếm cho Mỹ một cái bịch á, mình bỏ vô trong cái bịch hoặc là cái hộp này cũng được, mình bỏ vô ngăn đông để cho cá nó lạnh lại thì mình xay nó sẽ dai hơn. Nhưng mà mấy bạn đừng có bỏ một bịch mà nhiều cá quá thì nó lâu lạnh. Mỹ chia ra thành 3 bịch nhỏ vậy nè, rồi mình bỏ vô trong ngăn đông á, ít nhất là tầm khoảng 2 tiếng nha. 3 bịch của Mỹ á, thì nó hơi mỏng mỏng vậy nè, mình để dày quá thì nó lâu lạnh lắm, cho nên á, mình để cho một lớp mỏng vậy thôi cho nó mau lạnh. Cái phi lê cá hồi nãy giờ á, Mỹ để trong ngăn đông là được 2 tiếng rồi đó, giờ mình sẽ lấy ra rồi đem xay nha. Đây á, là khoảng 1 kg cá rồi mình chia ra làm 3 bịch. Thì với mỗi một bịch này á, thì Mỹ sẽ cho vô đây là tầm khoảng 1 muỗng canh bột năng. Còn nếu mấy bạn không thích cho bột năng á, thì mình có thể không cần cho nha. Mình sẽ xay cái cá này nè, tới khi nào mấy bạn nhìn thấy á, nó hơi trắng trắng và nó mịn như vậy á, là được rồi đó. Thì giờ Mỹ sẽ lấy ra. Nếu như mà mình muốn nó dẻo, nó dai hơn nữa thì mấy bạn để nguyên cái thau cá này vô trong tủ lạnh tầm khoảng nửa tiếng nữa rồi mình hãy lấy ra mình dò viên. Còn nếu không có thời gian á, thì mấy bạn cứ dò viên luôn cũng được. Như vậy á, là mình thấy nó cũng đã dai lắm rồi mấy bạn. Để khi mà mình dò viên cái cá này nó không bị dính tay á, thì cái phần bao tay mấy bạn sẽ cho vô đây một chút xíu dầu ăn rồi mình hãy bắt đầu dò. Cái cá viên á, thì mình cũng đừng có dò cái cục nó lớn quá thì ăn nó cũng sẽ ngán lắm. Mình dò nó hơi nhỏ nhỏ như vậy á, là vừa rồi. Nhiêu đây á, là khoảng 1 kg phi lê cá thôi mà Mỹ dò ra được cũng rất là nhiều nha, khoảng một mâm cá viên luôn đó. Mà giờ tới đây á, thì mình vẫn chưa có ăn được, mình phải tiếp tục sơ chế nữa. Mỹ sẽ bắt một cái chảo nước sôi, rồi mình sẽ cho thêm gừng với lại củ hành tím vô mình nấu khoảng tầm 5 phút cho nó ra cái nước thơm. Rồi cái phần mà cá viên hồi nãy mình dò đó, mình đợi nó sôi nước thì mình sẽ cho cái cá viên vô đây. Mình sẽ trụng sơ cá như vậy nè để cá nó chín, mình sẽ bảo quản được lâu hơn nha. Mỹ thấy cá trong chảo nó sôi lên là mình vớt ra được rồi đó. Ngoài cái luộc như vậy thì mấy bạn cũng có thể hấp. Khi mà mình hấp thì cái cá viên nó sẽ ngọt hơn. Nhưng mà do hôm nay là Mỹ muốn tận dụng cái nồi nước luộc cá này nè để Mỹ nấu canh, cho nên là Mỹ luộc nha. Cái cá viên sau khi mà luộc xong á, mấy bạn để cho nó ráo rồi mình có thể bỏ vô trong mấy cái bịch á, mình bỏ ngăn đông là mình bảo quản được rất là lâu. Khi nào á mà mình cần ăn lẩu hoặc là mình nấu canh, mình chiên á thì mình chỉ cần lấy ra rồi mình nấu thôi, nó rất là tiện luôn. Giờ Mỹ sẽ đem cá này Mỹ đem chiên để làm cái cá viên chiên nha. Nhưng mà Mỹ đang thắc mắc nè, cái cá viên chiên ở ngoài á, thì nhiều khi á, nó phình to ra, tới khi chiên lại á, thì nó cũng hơi teo teo giống Mỹ vậy nè. Nhưng mà có người làm á, thì chiên xong rồi á, nó cũng tròn, nó không có bị teo. Không biết á, là Mỹ bỏ bột ít quá cho nên nó là nó bị teo như vậy hay là sao ta. Cái khúc này là Mỹ cũng đang hơi lấn cấn nè. Bạn nào á, mà có kinh nghiệm như cái chỗ này á, thì mấy bạn có thể chỉ giùm Mỹ lại cái khúc này nha. Nó hơi teo vậy thôi nhưng mà khi mình ăn á, thì nó rất là dai và ngon nha. Còn cái cá viên chiên ở ngoài á, thì nó mềm mà nó hơi bở bở. Mỹ nghĩ là người ta cho bột nhiều quá hay sao á. Còn cái này thì nó rất là dai luôn, ngon lắm. Cái món cá viên chiên này á, thì mình sẽ ăn kèm với lại tương ớt và thêm một xíu rau răm nữa cho nó ngon. Còn bạn nào á, mà không có thích ăn cay thì mình có thể dùng cái tương đen ăn phở á. Mình ăn cái này nó cũng rất là hợp luôn. Mà khi mình làm cái này á, thì mình làm nhiều đi, rồi mấy bạn bỏ vô trong tủ đông á, mình để dành mình ăn từ từ. Khi mà cần á, thì mình chỉ việc lấy ra mình nấu thôi, nó rất là tiện. Giờ Mỹ mời mấy bạn ăn cá viên chiên chung với Mỹ nha.